Tôi xin kính chào các bác ạ. Đây là những bông hoa mẫu đơn rừng hay còn gọi là mẫu đơn hoang dại nhé. Tức là không có cái bàn tay của con người chọn giống nhân tạo gì cả. Mà là nó là một dòng hoa mẫu đơn hoàn toàn hoang dã. Loài hoa này thì ở trong miền Nam được gọi là cây trang hay là bông trang nhưng mà người miền bắc thì quen gọi nó là hoa mẫu đơn mẫu đơn thì được rất nhiều nước họ trồng và họ chọn tạo ra nhiều giống khác nhau mà điển hình là thái lan và nhật bản và hiện diện ở đất nước việt nam chúng ta thì có rất nhiều giống hoa mẫu đơn có nguồn gốc khác nhau có thể là mẫu đơn trắng, mẫu đơn đỏ, mẫu đơn vàng, mẫu đơn hồng phấn, mẫu đơn cánh sen. Và mỗi một người, mỗi một vùng miền thì sẽ yêu thích những cái dòng hoa mẫu đơn khác nhau. Còn riêng tôi thì tôi vẫn dành tình cảm cho cái loài hoa mẫu đơn quê hương tôi nhiều nhất. Các bác biết đây là một cái cây hoàn toàn tự nhiên này. Và tôi cũng không hề đào về trồng gì cả Mà nó mọc ở trong cái khu vườn trang trại ở quê tôi thôi Thế nhưng mà cũng có một phần nào đó cắt sửa Dẫn đến là nó mới có một cái trụm lại gọn như thế này Thế nhưng mà nhìn chung thì nó vẫn mang tất cả các cái đặc tính hoang dã Ngay cả cái việc chăm sóc thì tôi cũng không có bón phân tưới nước Rồi phòng trừ sâu bệnh gì cả tôi có cắt sửa cho nó gọn cái bụi cây lại và loại bỏ những cái cây dại xung quanh để mà nó được phát triển cân tán và đều tự nhiên. Cách đây hơn 30 năm về trước thì quê tôi còn có rừng nguyên sinh, cái cây mẫu đơn này nhiều lắm. Và vào cái mùa mà nó ra quả là chúng tôi còn tranh nhau đi tìm để lấy cái quả này ăn. Quả này chín thì nó có màu đen, ăn thì nó ngọt và riêng cái hạt còn nó nhá ăn thì rất là giòn nhé và mẫu đơn thì chữa bệnh tốt có những khi là ngoài ăn hạt thì chúng tôi còn ăn cả cái hoa này nữa và vào mùa cây nó sinh trưởng thân lá mà trời nắng hoặc mưa chúng tôi còn ham chơi buộc bò để đi chơi thì là lúc gần tối là đi bẻ cái lá của cái cây mẫu đơn này để cho bò ăn cho nó no về cây hoa mẫu đơn này nó lành tính cho nên là chúng ta chơi cái dòng hoa này thì không lo nó độc hại gì cả và nó có khả năng ra hoa quanh năm nhé không những ra hoa mà khả năng đậu quả nó cũng rất tốt không chỉ đậu quả ở ngoài tự nhiên mà khi chúng ta trồng chậu thì nó cũng đậu quả bình thường lát thì tôi sẽ cho các bác một cái cây mà tôi mang vào để mà trồng chậu và khi nó ra quả nó rơi hạt xuống thì nó có nhiều cây con đây thậm chí những cái cây con của nó là nó rất dễ ra hoa, Đấy này là nó ở cái sườn dốc nhưng mà nó vẫn có được cái cây con này, này và cây nó ra hoa, nó ra hoa xong là nó đậu quả luôn, đây là những cây con được mọc ra từ hạt của cây mẹ là cây này. Dòng này thì hoa nó có ba cái màu sắc chủ đạo, thứ nhất là màu đỏ tươi, thứ hai là màu da cam và thứ ba là màu vàng. Nó tạo ra một cái sự phong phú khi mà chúng ta ngắm nhìn cái hoa của nó và cái kết hợp cấu của hoa nó cũng rất đẹp. Cánh hoa là cánh tròn căng và ngoài ra thì nếu như mà biết làm là nó sẽ ra được những cái nhỏ bông hoa rất đẹp như thế này đấy. Đây là một cây nó hoàn toàn tự nhiên nhé và nó thể hiện cái đặc tính của nó chứ không có sự tác động của bàn tay con người. Và nó cũng vẫn có được cái vẻ đẹp như này thì nếu chúng ta chăm sóc, thuần hóa được nó thì không những là nó giữ được cái vẻ đẹp của nó, thậm chí là chúng ta sẽ có được những cây có dáng, có cái tán mà đẹp hơn so với ở trong tự nhiên khoảng hơn chục năm trở lại đây thì những cái cây hoa mẫu đơn ở rừng này là được rất nhiều người săn đón đặc biệt là những cây to cho nên hiện nay thì ngoài thiên nhiên không có cây to nữa chỉ còn những cây nhỏ và những cái bụi thôi nhưng mà cái số cây đánh về thuần hóa nó chết quá nhiều có hai nguyên nhân chính dẫn đến không giữ được thứ nhất là người ta đào cây sai mùa Cây này thì chỉ có đào vào mùa đông thôi chứ còn toàn bộ từ thời gian mà nó ra lọc xuân cho đến đầu mùa thu là cây này đánh ở rừng về tỷ lệ chết nó rất cao lý do thứ hai nó chết đó là không thuần được tức là một cây thì đã sống rồi thế nhưng nó cần cái môi trường vườn trồng mới nó phải thuần hóa được vài tháng khi thuần xong thì nó rất khỏe nhé nhưng mà trong cái giai đoạn mấy tháng đầu tỷ lệ chết cây nó rất cao có những trường hợp thì nó chết ngay tức là chỉ khoảng độ một hai tháng là nó khô héo và nó chết còn có những trường hợp là nó cứ chết từ từ có khi sau nửa năm một năm nó mới chết thì cũng không cứu được trong tự nhiên thì nó rất là khỏe đấy là do cái kết cấu của nó là dạng cây bụi ấy, cho nên là nó cứ hỏng cây này thì là nó lại mọc cây khác lên. Thế nhưng mà chúng ta thì thường chơi ép nó, ví dụ như là dáng thoát thân này rồi là độc mộc này, tức là chỉ có một cây thôi. Thì cái cây đó nó yếu là không thể cứu được. Thế nhưng mà cũng nhiều người ấy, giữ được những cây rất là đẹp có giá trị. Đây là một cây mà tôi trực tiếp đào được ở rừng về này. Đấy, và nó ở cái dạng như tôi chia sẻ đó là độc mộc ấy. Và nó rất già rồi nhé Cái cây sắt này là để giữ tránh gió lay Khi mà thuần cây này trên chậu thì Căn bản nó vẫn mang cái đặc tính của cái cây mẫu đơn ở rừng thôi Đó là cái màu sắc hoa Thì vẫn duy trì ba màu này Cái kết cấu bông hoa cũng vẫn rất là đẹp gọn này Cánh hoa tròn Toàn bộ hoa hình cầu này và khả năng đậu quả của nó vẫn rất tốt. Ngoài ra một cái ưu điểm tuyệt vời của cái dòng hoa này nó cũng giống như là các cái dòng hoa mẫu đơn khác rồi đó là nó có khả năng ra hoa quanh năm. Cây này thì tôi để ở đây là từ năm 2016 hơn 8 năm rồi nhưng chưa lúc nào ở trên cây nó không nở hoa cả. Nó rất là đẹp như thế. Hiện nay thì vẫn có rất nhiều bác yêu thích cái dòng hoa mẫu đơn rừng này nhé Nhưng mà lưu ý với các bác là nếu như bác mới mua về Thì cố gắng là mua được những cái cây mà nó đã thuần ở trong chậu thì tốt Còn những cây mà chưa thuần thì là cũng không nên mua cây to quá Nó già, yếu, sau này chăm sóc hồi phục nó rất khó Thậm chí là không bao giờ nó trở về với nguyên trạng được Ngoài ra cũng chú ý là nên mua vào mùa xuân ấy, hoặc là mùa đông. Ấy. Cây trong chậu ấy, thì nó rất là khỏe. Thế còn những cây mà khai thác ấy, thì theo quan điểm của tôi ấy, là bác nên để ở các nhà vườn. Cái chủ cũ đấy, họ chăm sóc thật là khỏe. Rồi sau đó bác hãy mang về cái khu vườn mới của bác thì nó mới an toàn. Thì hôm nay là thứ bảy cuối tuần, ấy. tôi có về quê thì chia sẻ với các bác một cái loài hoa rừng rất là bản địa ở quê hương tôi. Đến đây tôi xin phép dừng video nhé. Xin được cảm ơn các bác đã theo dõi và xin kính chào các bác.